Xin chào mọi người và nhất là các em gái tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Đây là video anh sẽ chia sẻ với các em về tử vi vận hạn của cái năm Tân Sửu năm 2021, một cái năm tiền đề cho cái năm 3 năm tam tai sắp tới của người Canh Thân. Khi rơi vào năm 2022 là 23, 24 là 3 năm tam tai, người ta nói dần thân tỵ hợi thì ba cái tuổi thân tí thìn sẽ rơi vào tam tai. Năm 2022 là tam tai của năm đầu cùng với năm xung thái tuế, cho nên là có thể sẽ có nhiều điều không tốt đẹp. Mà thường không phải là có một số tuổi các em, đặc biệt là các em sinh mà trước cái tháng năm á, thì không phải là chỉ có rơi vào năm xung tuổi thì mới xui đâu, là có khi là bắt đầu từ năm này là đã có trục trặc rồi, và tới năm tới nó sẽ nhiều cái sự xung khắc. Năm này là năm Tân Sửu năm 2021, trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm cũng như cái tử vi đồng hành thì anh có chia sẻ rằng các em rơi vào cái năm gọi là có sao La Hầu, một trong cái phá tinh hành kim, sau này thường đem đến chuyện không may liên quan đến cửa quan hoặc là những tranh chấp thị phi, mang đến chuyện buồn lo hay đau ốm. Đặc biệt là dễ gặp tai nạn về đường máu huyết khi mà vướng thêm hạn Diêm Vương. Cho nên là mình năm tới là một cái năm xung nữa, xung tuổi và tam tai luôn, thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều điều trục trặc ở trong cái có năm là gọi là tiền tam tai là đã bị dính rồi, đúng không? Rồi, cho nên là cái phần vận hạn 6 tháng cuối năm mình thấy nó chưa hết. Tháng năm mà rất là nhiều người Canh Thân, anh ba ơi làm đi, em từ đầu năm tới giờ te tu quá, mình cũng quên mất là cái sao La Hầu đi, cho nên là mình nghĩ, ủa sao người này năm nay đâu có gì đâu mà la dữ vậy ta. Nhưng mà xét lại thì thấy rõ ràng là đúng, mấy em la từ đầu năm tới giờ là đúng rồi, không có sai. Và vì vậy cho nên anh ưu tiên làm sớm để các em có cái sự chuẩn bị cho cái vận trình những tháng còn lại trong năm Tân Sửu năm 2021. Người Canh Thân thì vốn dĩ là một người, người ta nói dụng ốc nhiều hơn là dụng tay chân. Giữa Canh Thân và Tân Dậu thì cùng là người mệnh mộc, nhưng người Canh Thân thì khôn khéo nhẹ nhàng hơn nhiều những người Tân Dậu. Điều đó đem lại cho họ nhiều cái thuận lợi ở trong công việc. Tuy nhiên là người Canh Thân thì đặc biệt là hay có quả tú ở trong mệnh, chuyện hôn nhân khó khăn hoặc là có đi nữa thì cái gì cũng phải tự lực. Thậm chí là gia đạo, tình cảm, anh em, cha mẹ cũng không phải là người tương trợ lớn cho người Canh Thân, đặc biệt là nữ mạng. Rồi, bây giờ mình sẽ nói chung là những người Canh Thân sẽ là những người sinh từ ngày 16 tháng 2 năm 1980. Tại vì cái năm 79 là một năm ngừng, cho nên là cái năm Canh Thân nó sẽ bắt đầu trễ, đó là 16 tháng 2 lận. Và đến ngày 14 tháng 2 năm 1981, đây là cái khoảng thời gian du lịch đó, mà những người sinh vào cái khoảng thời gian này sẽ chịu sự chi phối của cái tử vi của Canh Thân. Tuy nhiên những người sinh trước tháng 5 thì vẫn mang nhiều cái sắc thái của người Kỷ Mùi, đó là kỷ tính trầm lặng, làm gì cũng suy trước tính sau chắc chắn. Tuy nhiên mà những người mà sinh từ tháng 6 trở về sau á, thì có một chút độc lập hơn và quyết đoán hơn một tí xíu, rồi đó là thường là khôn khéo hơn những người sinh vào đầu năm ha. Rồi đó là cái sơ khởi của người Canh Thân. Và người Canh Thân á, thì là người mệnh mộc, người ta kêu là thạch lựu mộc, tuy là mộc nhưng mà là cây thạch lựu, cho nên là người Canh Thân cũng là một trong những người cứng đầu ha. Người mệnh mộc gặp năm Tân Sửu là một năm thổ, như vậy xét về trụ mệnh của năm là thổ bị của năm bị mộc của bản mệnh mình khắc. Đây là một cái dấu hiệu không tốt đẹp cho cái sức khỏe và bổn mạng. Tuy nhiên nó không quá lớn, dù sao mình là mộc khắc thổ chứ không phải là thổ khắc mộc, cho nên là sức khỏe cũng suy hao. Sao chủ của năm là sao La Hầu, người ta nói sao này đem đến nhiều rắc rối và nạn tai. La Hầu là một phá tinh hành kim, sao này thì thường xảy ra những cái chuyện không tốt đẹp, đặc biệt là tháng giêng và tháng mười. Rồi sau này là liên quan đến những cái việc mà tranh chấp thị phi thì mình sẽ là người thiệt chứ không phải là người khác là người thiệt, nên cẩn thận nhiều nhất ở trong cái việc về làm ăn.
vì dù sao nữa năm tới là một cái năm xui, thì không có thể nào mà tới năm đầu năm tới nó mới rất cái bụp được, có thể là nó sẽ rơi từ ha. Hành sinh mà cuộc sống mình là hành sinh đi lên rồi đi xuống, không thể đi lên vậy rồi xong xuống vậy được, mà có thể là nó sẽ rơi từ đến những cái ghê. Cho nên là xong vận hành trình 6 tháng cuối năm phải cần cẩn trọng nhiều hơn. Hạn của năm là hạn Diêm Vương, hạn và chủ về bệnh đường máu huyết, cẩn trọng những cái việc về mà sức khỏe phần này trở xuống ha, mình không có nói chi tiết. Trong hệ thống sao hạn á thì Diêm Vương là đại kỵ cho nữ chủ về mất mát tài sản, gia đạo thiếu thuận hòa. Gặp hạn này thì việc kiện tụng cửa quyền thì không tốt đẹp. À, đặc biệt là phải thăm khám cái việc mà bệnh đường máu huyết của mình. Vận niên của năm là một vận niên xấu, đó là vận niên mã ngộ đao, tức là ngựa trúng thương. À, chủ về gặp thất bại, gặp nhiều khó khăn trong công việc, càng về cuối năm thì càng nặng nề hơn. Đó. Mã ngộ đao là cái hình tượng của một năm là giống như là con ngựa bị thương vậy đó, mình không có thể đi nhanh được, có muốn đi nhanh cũng không được, cái vận thế của năm nó ghì kéo mình lại, giống như là mình đang bị thương không thể chạy được. Nhưng nếu mà suy xét trước sau ở trong mọi chuyện á, biết an phận thủ thường thì cũng không có hề có thất bại nhiều. Đó là như vậy. Còn phần thiên can và địa chi thì mình đã chia sẻ rồi ở trong cái vận trình 6 tháng đầu năm. Nếu mọi người muốn xem chi tiết cái tử vi của cả năm thì nên tìm cái canh thân nữ mạng và tử vi vận hạn 6 tháng đầu năm Tân Sửu năm 2021. Trong cái video đó thì mình sẽ chi tiết hơn, mình chỉ nói tới đây thôi. Vận vào cái 6 tháng cuối năm của năm Tân Sửu năm 2021. Dĩ nhiên tháng đầu tiên là tháng cô hồn của năm Tân Sửu. À, tháng 7 âm lịch. Tháng này là tháng Bính Thân luôn. À, như vậy tháng này là tháng hỏa. Người canh thân là vận mộc. Xét về trụ mệnh thì tháng này không được tốt đẹp cho người canh thân nữ mạng cho lắm. Khi mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh suốt tháng, bổn mạng và sức khỏe bị suy yếu, phúc tinh và tài tinh cũng sẽ suy yếu theo. Thiên can thì đặc biệt không tốt đẹp. Vì sao? Vì chữ bính của Bính Thân khắc chữ canh, khắc tháng khắc thiên can. Đây là tháng công việc dễ lâm vào bế tắc, suy hao tài lộc lớn nếu không cẩn thận. Tháng này thì tốt nhất là nên an phận, không nên gọi là có một cái hoạt động gì lớn về kinh tế ở trong tháng này sẽ không tốt đẹp. Vì sao? Tháng đã bị khắc bổn mạng rồi ha. Địa chi của tháng là mình tuổi Thân gặp tháng Thân. Ở trong một cái năm mà có sao La Hầu chiếu mạng thì năm tuổi nó sẽ xung khắc nhiều điều phức tạp hơn là những cái năm mà cái sao chiếu mệnh nó không tốt đẹp. Hiểu như đơn giản như vậy nè, mình rơi vào cái tháng mà xui đó thì cái lớp bảo vệ của mình nó biến mất. À, cái sao La Hầu nó dễ tông vô mình lắm nha, nó dễ phát ra cái chuyện xấu. Rồi bổn mạng bị sinh xuất nữa thì phúc tinh đại tinh nó yếu đi, phá tinh bại tinh dĩ nhiên là sẽ hoành hành, đặc biệt là sao chủ La Hầu ha. Tháng này người canh thân nữ mạng cẩn thận giùm anh cả kề bổn mạng nè, công việc và gia đạo tình cảm khi tháng này là tháng tuổi. Rồi tiếp đến đó là tháng Trung Thu của năm Tân Sửu năm 2021, tháng 8 âm lịch. Tháng Trung Thu của năm Tân Sửu là tháng Đinh Dậu. Tháng này tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy trụ mệnh cũng không khác gì cái tháng 7 khi mộc của bổn mệnh sinh sức hỏa. Bổn mạng sức khỏe có thể có suy hao. Rồi thiên can đinh canh thì không xung không hợp là trạng cá cân bằng tự chủ về mặt tử vi, dĩ nhiên sẽ tốt đẹp hơn tháng 7 khi tháng này không có bị xung khắc về trụ thiên can. Trụ thiên can thì thường nó nhiều đến công việc nhiều hơn là tình cảm ha. Thân Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình không hại nhau, cũng không tương khắc nhau. Tháng này gia đạo tình cảm sẽ tốt đẹp hơn tháng 8. Ok, khỏe rồi đó, thấy êm rồi đó. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 9 là tháng Mậu Tuất. Mậu Tuất thì thuộc mộc, như vậy bản mệnh và tháng là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh, vì thế phát huy tác dụng của mình. Thiên can canh Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Mậu là thổ, mà nạp âm của canh là kim, cho nên đây là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh. Tháng này có thể là có tài lộc nhưng nhỏ thôi chứ không có lớn đâu, vì chỉ là nạp âm thiên can chứ không phải đây là nạp tháng ngũ hợp gì hết ha. Rồi địa chi Thân Tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy tháng này gia đạo tình cảm cũng tốt đẹp như là cái tháng 8, không có vấn đề gì quá lớn, không có xung khắc nhiều ha. Tháng 10, tháng mà mình nói rằng cái sao La Hầu nó phát huy tác dụng lớn,
La hầu là đệ nhất phá tinh đối với nam, nhưng nữ thì nó cũng phát huy tác dụng cũng khoảng 50%, chứ không đơn giản đâu. Nó không phải là phúc tinh, nó là phá tinh là phải không chơi rồi đó ha. Phiền hà đem tới rắc rối lo âu nhiều. Tháng Kỷ Hợi là một tháng mộc, như vậy xét về trụ mệnh cũng giống tháng 9, mộc đồng hàng, ổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi. Thiên can cũng giống luôn tháng 9, khi canh kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Kỷ thì là thổ, canh là kim, vẫn là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh. Tháng này có tài lộc nhưng không lớn. Địa chi thì không tốt đẹp cho lắm. Vì sao? Thân, tuổi thân gặp tháng hợi là cái nhóm địa chi này là thuộc nhóm địa chi nhị hại theo người miền Nam và lục hại theo người miền Bắc. Cho nên cái tháng này gia đạo tình cảm coi chừng có nhiều cái vấn đề âu lo. Thậm chí tháng này rất dễ gặp cái việc thị phi tai tiếng, có chuyện buồn phiền ở trong gia đạo của mình. Vì tháng này là tháng lục hại ha, phần địa chi. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý thì thuộc tháng thổ. Như vậy xét về trụ mệnh thì tháng này không tốt đẹp cho cái bổn mạng và sức khỏe nhiều hơn cả cái hai cái tháng sinh sức bổn mạng ở trên. Vì sao? Vì mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe không tốt đẹp, đề phòng những cái tai nạn bệnh nạn nhẹ. Thiên can thì chữ canh đồng hàng, chữ canh của Canh Tý và chữ canh của Canh Thân đồng hàng, bổn mạng và sức khỏe sẽ không có vấn đề. Cộng với công việc làm ăn tài lộc sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng mà bổn mạng thì phải cẩn thận. Hồi nãy mình phân tích rồi ha. Địa chi thì tốt đẹp khi sao? Mình tuổi Thân gặp tháng Tý thì nó nằm trong bộ tam hợp Thân Tý Thìn. Tháng này có thể là tình cảm gia đạo tốt đẹp, hoặc là gặp được quý nhân giúp đỡ ở trong công việc làm ăn nó tương đối một tí xíu, hoặc là mình đang gặp cái chuyện gì đó bế tắc ở trong công việc thì gặp một cái người đưa đường chỉ lối mà thoát ra cái sự bế tắc đó. Tốt, tháng này chỉ có phải để ý cái bổn mạng một chút xíu khi tháng là khắc bổn mạng. Rồi tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, tháng này là tháng chuyển vận. Người mà bị thái tuế đó, là mình nói luôn là kết thúc tháng 11 thôi là bắt đầu thái tuế nó đã hoành hành rồi. Thái tuế nó không như là cái tuổi là phải chờ tới giao thừa, mà bắt đầu từ tháng 11 thì là chuyển thái tuế. Theo cách tính toán tìm hiểu của mình, có nhiều người nói rằng phải qua được giao thừa thì mới chuyển thái tế, nhưng không phải. Mình tính là tháng 11 hàng năm, tháng Tý hàng năm là đã chuyển thái tế rồi. Tháng 12 của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu luôn. Dĩ nhiên tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu là một tháng thổ, tháng vượng thổ nhiều. Như vậy người mệnh mộc gặp tháng thổ như thế này là mộc khắc thổ, thiên can khắc tháng, bổn mạng khắc tháng thì bổn mạng sức khỏe không được tốt, đề phòng những cái tai nạn bản thân. Thiên can tân canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tháng này thì không có cái gì quá lớn lao ở trong công việc, không có xung khắc, cũng không có cái sự phiền hà thêm ở trong công việc, nó vẫn êm đềm. Địa chi Sửu Thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy tháng 12 là công việc với lại gia đạo không có gì quá lớn lao, cũng không có gì tốt đẹp hơn, nó chỉ bình bình thôi, không có vấn đề gì. Tuy nhiên bổn mạng và sức khỏe phải cần để ý một chút xíu khi mà đã bắt đầu chịu sự chi phối của cái việc mình bị xung thái tuế rồi ha. Như vậy thì mình đã chia sẻ những cái kiến thức về tử vi mà mình tổng hợp được cho người canh thân nữ mạng trong cái vận trình 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021, những cái tháng tiền đề để mà đón chào cái vận không tốt đẹp của mình khi vào xung thái tuế, và những cái điều khá là không may ở trong cái năm tam tai, năm nặng tam tai đầu năm đầu tiên của những người thân Tý Thìn ha. Rồi hy vọng rằng với những cái kiến thức mình tổng hợp đó sẽ giúp các em canh thân có được một cái nhận định tốt hơn về cuộc sống, về những cái vận trình của mình, để có những cái đường nướng mà mình cương nhu trong làm ăn, để mà có được cái thành công, hoặc là có được cái sự chuẩn bị tốt cho cái năm Nhâm Dần năm 2021 mà các em phải bị xung thái tuế. Hy vọng rằng các em sẽ ứng dụng tốt những kiến thức mà mình chia sẻ.
Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký tử vi vào cuộc sống, xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình, và nhất là những cái video chia sẻ về cái vận trình của cái năm Nhâm Dần năm 2022, một cái năm mà tuổi Canh Thân của các em phải chịu sự xung thái tuế, tam tai năm nặng, và sau cũng khá là xấu. Rất vui và hẹn gặp lại các em sau. Bye bye.